À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chocho Cô Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya, một vương quốc cổ của vùng Ả Rập ngày nay. Ở tập trước thì mình đã, nói chung là đã bằng cái chính sách ngoại giao linh hoạt, mình đã kiểm soát được cái khu vực tiêu diệt thằng Askum này. Và bây giờ thì từng bước mình sẽ thống nhất những cái vùng này, mình xem tình hình giữa thằng Đông La Mã và thằng này thì nó thế nào, hai phe này quấy nhau như thế nào và mình ăn được thằng nào đấy. Nếu như mà trường hợp thuận lợi thì mình sẽ cố gắng ăn cái vùng này thôi. Còn phía bên này thì Himya, thằng Lam Khít thì không biết, hình như nó sắp chiến tranh Sassanid thì sao, mà nó lại đang cho quân đóng ở nhà mình này, chẳng hiểu nó ý đồ gì. Thôi kệ nó, ý đồ gì thì cũng kệ nó thôi. Bây giờ thì mình sẽ phá nốt cái công trình này đi đã, để mình xây các cái công trình về mặt dân sự ở đây. Đấy, đấy, về mặt dân sự ở đây. Bởi vì vùng này bây giờ không phải vùng phát triển kinh tế chứ không phải vùng phát triển quân sự, mình sẽ phát triển quân sự ở vùng này và vùng này với hai nhóm công trình khác nhau. Thì ở vùng này thì thiên về nhà ngựa và nhà lính này. Cái này là xây bắn đá và cái nhà lính ở làng, nhưng mà mình chưa bắt xây được. Nên tạm thời mình cứ để thế đã. Hai cái vùng này thì kinh tế nó khá eo ọt do cái độ màu mỡ nó rất thấp. Đấy. À, mình sẽ ưu tiên chăn nuôi đã. Chăn nuôi để phát triển thêm lương thực. Vùng này thì đang bị phạt trị an, kệ nó. Rồi ok, chắc cái lượt này không có việc gì làm, tình hình ngoại giao thì ổn. Nói chung với đế quốc Sassanid thì không tăng không giảm, nhưng mà với cái bọn còn lại thì đang suy yếu. Hunno thì vẫn chưa đi được đâu cả. Không sợ lắm. Thôi cứ qua lượt đã. Ban lãnh đạo của chúng ta thì vua không hiểu sao lại chết sớm quá, có 40 tuổi đã chết rồi. Con trai phải lên kế vị cũng được. Nhà vua đã ra đi quá sớm, mà là do bệnh tật đấy hay là ốm đau gì đó mình không biết, không chết trận. Cái thằng Himya nó cứ chạy qua chạy lại chỗ này. Phiền phức phết đấy nhở. Attila này không dễ đánh như các bản khác. Các bản này chúng ta phải đánh một cách rất là chậm rãi và từ từ, phải phát triển một cách rất từ từ mới có thể đánh được. Nó không xây dựng quân đội rồi ào ạt đi tấn công được. Cái thời gian trị an rồi quản trị thành trì nó rất là lâu, hơn rất nhiều so với các bản khác. Nói chung thì đối với Himya thì nó bộ binh của nó cũng tương đối là ổn, còn kỵ binh của nó thì toàn là lạc đà thôi. Mà lạc đà thì nó rất mạnh khi đối đầu với kỵ binh của đối phương. Quý tộc sinh con. Rồi, chúng ta đã hoàn tất cái việc phá hủy toàn bộ các công trình quân sự ở cái vùng này. Bây giờ mình sẽ xây tiếp cái gì đây? Khai thác trì à? Công trình vệ sinh vẫn hơi ít nhỉ? Tiêu thụ lương thực rất là gớm, bên này thì không tốn lương thực. Cái này thì được tiền. Vệ sinh tới tất cả các vùng. Và tao tiền, mẹ trừ lương thực. Ây già.
chi. Trừ một chị An bẩn thỉu cũng không đáng kể lắm nhỉ. Hôm nay chị An tốt mà. Đô đốc là nâng cấp à? Đang sọc quyệt tên để giảm upkeep. Cái này nó sẽ gây thất vọng à, nó sẽ trừ điểm trị an của cái vùng mà nó đứng deploy này. Rồi. Rất là căng. Bây giờ thì mình có thể mua quân được rồi. Mua thêm quân được. Và có thể mình sẽ thành lập một quân đoàn nữa. Đây. Chúng ta có thể mua được xe bắn đá. Giảm được khá nhiều upkeep rồi đấy. Để nâng cấp lên đây nữa này. Lên đấy nữa thì chúng ta mới giảm được bớt upkeep xuống. 170 upkeep thì cũng không phải là quá đắt. Chị An vùng này rất là tốt. Chúng ta sẽ chia bớt quân sang bên quân của thằng đệ bên này. Xem là đất của mình đến đâu nào. Đến đây à? Chỉ có cái vùng này là chúng ta có thể di chuyển được không? Có ông thầy tu với ông đóng ở đây là ổn rồi. Thôi cứ qua lượt đã, xem tình hình ngoại giao đây. Lại suy yếu à? Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak as you will. Ồ, nếu cứ suy yếu như này thì rất nguy hiểm đấy. Chắc mình phải thiết kế nghiên cứu mà đồng minh đồng khói gì với cái thằng này thôi. Không thì nguy cơ là mình sẽ bị chiến tranh. Bởi vì Ascum mà bây giờ mà nó dở quẻ mà thằng Sassanid mà nó đánh mình là mình toi. Mình không có quân mình chống mình. Không có quân để chống được Sassanid đâu. Về lý thuyết thì mà để mình xem tại sao mình lại bị điểm trừ ngoại giao với nó đấy. Hay là do mình phát triển lãnh thổ nhỉ? Mà không phát triển thì cũng không được. Parkia đã bị hủy diệt rồi cơ à? Thằng hung nô này nó đốt à. Ôi giời ơi, nó đốt cũng ác đấy. Tiếp tục suy yếu. Thằng này nó cứ sang đây nó phá nhà mình là nguy hiểm hết đấy. Mỗi một quân đoàn 4 cái xe bắn đá, 3 cái thôi. 3 cái là đủ. It is an honor to serve you. Your orders, my lord.
ready for battle. Please be seated and take wine to cool the head before we hit the day with words. Thử 3000 xem nó chịu. Thấp cả. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. Tăng tiếp cái điểm ngoại giao lên nữa, không thì nguy hiểm lắm. Trời đất ơi. Đùa với anh à. Lâng lên cấp 3. Vùng này cần phải nâng cấp lên chút cho chắc cờ. Yes. Bây giờ mình cứ ổn định đã để xem tình hình khu vực Ai Cập, vùng Ai Cập này nó thế nào đó. Thất bại thỏa đáng, mẹ nó tấn công mình nhỉ. At your command, we fight for you, my lord. Your orders, my lord. This panel is used to manually merge armies or fleets in order to assemble the strongest possible force. Click on the unit you wish to move, then click on the tick button to move it from one force to another. It is possible to select several units at a time. Note that since it can have one commander only, moving everything into one force. Sắp đổi loạn đến nơi rồi. Nào, thằng này vẫn chưa chiến tranh với Sassanid à? Bọn này chưa ly khai. Thằng này nó vẫn chưa đi khai. Be welcome. You have my full attention. My ears await your words as willing slaves. Oh. Vẫn không chịu. Càng nhất đấy. Please accept as a most humble audience for your terms. For orders. Fleet reporting, my lord. Quân đoàn của nhà vua sẽ tiếp tục có lẽ là mình sẽ cái vùng mà vùng thuộc Ai Cập kia thì sắp loạn rồi. Chắc là cũng sớm hay muộn mình cũng thể tiêu diệt được thôi, nhưng mà chắc là chưa phải lúc này. Bây giờ mình tấn công và tiêu diệt thằng La Mã trước đây. Thì mình sẽ được lòng của thằng Ramanathia. Dù sao mình cũng không muốn gây sự với nó. It is an honor to serve you. Heading for port. You have further orders? At your service. Ready for orders. À, chiến bích lạc đà. Con lạc đà này mạnh mà. A noble cause requires noble men. Come join our ranks. Are you ready to serve? 10 bộ cộng với mấy con lạc đà này nữa. Cái quân đoàn này thì toàn lạc đà khui à. At your command. Có
Không sao, kinh tế của mình mạnh rồi, bây giờ mình phải phát triển lên một chút quân đội lên, không là không phòng thủ được đâu. Một trăm hai mươi lương thực thì chắc là đủ lên cấp 3 nhỉ. 100 mất 40 điểm, 20 60 điểm thoải mái. Lo nhất thằng Sassanid này, mình xem là tại sao mình lại bị trừ điểm ngoại giao với nó đó. Siêu cường à, chúng ta mạnh một chút là nó không ưa. Chưa up kỹ năng. Thống đốc này ngon thế nhở. Chia làm hai lộ tấn công thằng Đông La Mã phát. Chiếm cái khu vực mỏ phía trên đấy. Mình chỉ chờ nốt thằng sao cái thằng All men must serve. 84 cộng 18. Lượt sau là có nổi loạn ở đây rồi. Có cái thằng khỉ này, nó cứ đóng quân trên đất của mình. Nó ghét thằng Sassanid siêu cường, ác cảm về văn hóa, có hiệp ước với Makan. Thằng này là sắp, sao nó vẫn chưa đánh nhỉ? Quân nổi loạn. Chưa muốn đánh nhau. Cung thủ sa mạc này sau này có nâng cấp không nhỉ? Chắc là nâng cấp được, nhưng mà mình chưa biết thế nào mua mấy con lạc đà đó. Rồi. May kinh tế của mình cũng ổn. Cái vùng này lên kinh tế phát đã. Đồng thời phát triển quân là cũng phải phát triển kinh tế, nếu không là chết. Bây giờ mình có thể thành lập cái quân đoàn kia, một quân đoàn nữa rồi. Đây là hai quân đoàn. Đồng lực, tổng lực tấn công thằng thằng La Mã. Cái thằng khỉ này nó cứ chạy qua chạy lại đất của mình thế nhỉ. Đế quốc Tây La Mã. Mình sẽ đề nghị cùng tham chiến chống lại thằng Đông La Mã để xem là nó có thân với mình hơn không. Kỳ hạn làm việc đã hết. At your command. Yes, my lord. Biên giới của mình ở tận đây cả. Heave in the ships, my lord. Không đủ tiền để nâng cấp mấy cái này.
chờ đó, lượt sau mới có thể nâng cấp tiếp được. Năm mươi lương thực. Ưu tiên phát triển thủ đô trước đã. Ready for battle. On the move, my lord. Waiting for more orders. Rồi, quân Ly Khai. Quân Ly Khai nó đang chia ở đây rồi. Ready for orders. Đế quốc Đông La Mã. It is an honor to serve you. Cho thằng này lên đây nữa, mua quân tiếp đã. Thống đốc không đáng tin. Lo nhất là anh Sassanid. Chúng ta mở rộng lãnh thổ là sẽ bị cái trai là siêu cường, chúng ta sẽ ghét mình. Thằng này nó cứ chạy qua chạy lại nhà mình. Đánh thì không đánh, cứ chạy qua chạy lại này. Được cả ông Đông La Mã kia nữa. Nhưng nếu như mình đánh thằng Gamanatia thì mình sẽ thuận hơn là đánh Đông La Mã. Cho cái thằng này sang rót ra. À đây rồi. Vùng này trở thành vùng tự trị rồi. Nếu mình đánh Gamanatia mình sẽ tiến một giải ra đây à. Lúc đấy thì mình lại giáp biển nhỉ. Yeah. Cũng giờ. How may I serve you? Cho thằng ấy đi do thám phát đã. Ready for orders. Sáu vệ sinh dịch tễ. Vẫn ổn. Welcome, honored emissary. Speak, and I will answer in my master's voice. Greetings, friend. Let us use our time. Nó là quân nổi dậy à? Có lẽ mình sẽ đập thằng Ganamatia, đánh thằng Đông La Mã nguy hiểm lắm. My lord. All men must serve. Mà trước tiên là mình sẽ để cho thằng nổi loạn này nó nổi lên đã. Rồi bây giờ sang đây mua mấy cái xe bắn đá đã. Tăng dự trữ tên. Ban tàn. Thằng hung nô nó đốt à, thằng hung trắng nó đốt cho bây giờ. Sợ à? Mày sợ à? Chúng ta tấn công thằng Gamanatia thì mình sẽ được lòng thằng đây Đông La Mã rồi, mình sợ gì nhỉ? Liệu hai cánh quân có đủ sức nhỉ? Không đủ thì có thể mua thêm quân đoàn nữa. Thằng Đông La Mã hơi nhờn đấy, dám cho quân lên đất của anh ấy. Thank you.
Mọi chuyện có vẻ ổn rồi. Drop anchor. Tăng sọc quyết lên. Thống đốc rồi. Cộng trị an khi có hiện diện của đạo Do Thái. Thái giám tổ quả. Dạ, tham nhũng mà. Ok, chúng ta có khá nhiều cái hỗ trợ. Nào thì bây giờ chúng ta sẽ phải đưa quân đoàn này sang sông này. Nhưng cái chính là bây giờ mình sẽ phải đề nghị thằng Đông La Mã. Be welcome. I listen and speak for my people in our dealings today. Tham chiến chống lại thằng Ganamatia. Rồi, chúng ta sẽ tăng điểm ngoại giao rất đáng kể của nó luôn. Ready for orders. At your service. All men must serve. They will be yours, my lord. My failure shames me. I will speak with them. Your will is done. Mình ngán nhất là mấy cái thằng spy, thằng gián điệp của chúng nó. Học ở đây đã, để ám sát đã. Tấn công. We take this settlement for you, my lord. Ai rồi, tướng cấp 4 kìa. Đánh đêm à? Thôi chả cần. Ở đây nó cũng không có quân tiếp viện gì cả. Mình đã quyết định Tây tiến chứ không Đông tiến. Sương mù. Ở sa mạc này thì ít khi có. Rồi chúng ta có xe bắn đá rồi. Và chúng ta sẽ tiến vào từ hướng nào nhỉ? Vào hướng nào đây? Thẳng cổng này tiến vào phủ phủ luôn. Nó có mỗi cái đường này vào thôi. Hai đường kia thì
Tháp canh kia bắn cũng tới đấy, nhưng mà chắc không sợ. Chia làm hai đạo là đủ. Sau này thì nâng cấp lên, chúng ta sẽ có các đơn vị lính khác chất hơn, nhưng mà sau về lâu về dài mình cũng không cần nhiều. Về căn bản thì cái lính này cũng ổn. It is useful to put units into loose formation when they're being fired on. They will stand further apart. À, mình có xe bắn đá, nó buộc phải di chuyển ra. Quên mất. If they are still in this formation when charged by enemy melee units, they risk being slaughtered. Therefore, if you're attacking, try to keep up the barrage of missiles and quickly charge in with your cavalry before your opponents know what has hit them. We have sighted the enemy. It's an ambush. I will not pretend that this will be easy. Even vermin can find their quarry. Không cần. Bắn thế chết quân mình mất, biết ngay mà. Bắn cháy bố xe bắn đá của mình rồi. Bắn được mấy con ngựa này thì khá tốt. Vãi cả mấy thằng cung tên, nó đứng đằng sau xe bắn đá, nó bắn cháy luôn xe bắn đá. Mình quên mất là mình có xe bắn đá, chúng nó lao ra. Sốc của chúng nó cũng ăn thua. Rồi, giết mấy con ngựa đi ạ. Bắn tên lửa trừ sĩ khí rất tốt. Rồi, cứ bình tĩnh. Chuẩn bị đi lùa đó em. Tốt. Tướng của chúng ta bị tấn công á. Bắn mấy con ngựa cho anh. Rồi lại rút ra. Dụ nó lên đây. Tập trung bắn vào tướng nó luôn. Rồi, vị binh của nó tạch, không thể tràn được, không thể tràn được. Bắn vào đây, chết bộ binh của mình đi giờ. Nó hết bộ binh rồi. Lên đây.
bộ binh của nó chui ra. Bộ binh của nó chui ra. The general has been killed. Excellent. Tướng địch đã chết. The enemy are losing their advantage. Quẩy chết chúng thôi. Ôi giời. Nó đánh cũng dữ đấy nhỉ. Cùng tên đâu, bắn tiếp bọn này. Cây bắn đá đâu, tổ bọn này. Được con thủ lùi lại đây. Nó xong rồi. Bộ binh của chúng ta giáp dày. Xong. Mình quên mất mình có xe bắn đá nào không phải chui ra. Mình quên mình đang dàn quân lại. Mặc dù là một cái lính dìu nhưng nó khả năng chịu đòn của nó cũng khá tốt. We fight for you, my lord. Xong. Chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ cái tỉnh này rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Bây giờ mình sẽ cử quân lên trên này đã. Còn cái quân đoàn này nữa. Thái tử này. Sao đây? Ám sát thằng này. Ồ. La Mã này có quân mạnh thế. We are, as always, a welcoming host to you. Vài điểm nữa là chúng ta có thể ký được thôi mà. Vài lượt nữa là ký được hiệp ước thôi mà. Thôi qua được đã. Đánh thằng Ganamatea này là tốt rồi. Đề phòng thằng thằng Sassanid nữa. Mấy cái vùng này thì nó mạnh về kinh tế nên là mình không có ý định phát triển nhiều vào quân sự, chỉ để hai cái vùng kia nó cái độ màu mỡ nó thấp quá, mình phát triển quân sự thôi. Còn những cái vùng này nó giàu có chúng ta phát triển kinh tế rồi. Ok. Lên cái này tốn 10.000 kìa. Sát thương đánh xa cộng thêm 10%. Đạn dược cho kỵ binh đánh xa.
mũi tên sát thương đánh xa cộng 10%. Đủ tiền thì chúng ta sẽ up cái này trước. Làm ruộng đấy nhỉ. Làm cái mỏ vàng đây đã. Làm ruộng rồi lấy tiền. Cho thằng này lên đây đã, tấn công vào cảng này. Thằng dưới này sẽ tấn công theo cái đường này, chạy dọc dưới này cho anh. Do you have further orders, my lord? How may I serve you? They will trouble you no longer. I have failed. Ai ôi, nó đông thế. Amen has many faces. Thất bại mà vẫn lên được à? Khả năng bị phát hiện sẽ giảm đi. Rồi. Kinh tế của mình không được khả quan lắm. Suy yếu, tiếp tục suy yếu à? Càng quá nhỉ. Chiến tranh mà đã đang cải tiến được. Ôi, thằng Đông Lam à, thằng Hung Nô này nó. Well, why do you? Nó đốt sắp chết thằng Sasanit rồi. Kệ nó, cho nó đốt xong mình sẽ sang. Bọn này bọn cung cùi quá. Không có cái cung mà mạnh hơn nhỉ? Nếu mình không nhầm thì hình như bọn này nó có đội cung của Quốc. Của người Quốc. Người Quốc thì phải. Khá mạnh. Rồi. Ai Cập của chúng ta ổn rồi. Chúng ta sẽ tiến sang khu vực này đánh thằng Ganamatia. Mình tham chiến cùng với Đông La Mã thì chắc Tây La Mã nó sẽ thân với mình. Mình kiểm soát được hết khu vực phía dưới này thì ổn. Chả nhẽ mình đánh thẳng và kiểm soát hết châu Phi à? Hơi khó nhỉ. Chơi ở độ khó huyền thoại này thì mọi thứ không hề đơn giản chút nào các bạn. Và chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng, có thể là lại khấu trừ thuế. At your service. Tiếp tục đi do thám cho anh. Thành này có vẻ như là không có quân. Chúng ta đang rút hết về phía tây rồi. I shall rest a while. None shall pass. Get the blockade set up. My lord, laying siege to the settlement. Nó không có quân, nó đang bị hết lương thực thì phải. Ôi, nó có pháo binh mạnh thế. Các vị vua của chúng ta rất là ghê gớm. Tuyệt vời. Nhưng mà cần bao nhiêu thời gian để ổn định cái vùng này?
Có cái nhà lính này thì không biết là tuyển được những lính gì. À đây, công thủ Ascum đây. Ascum đây. Lính đánh sao Lumian này. À, chính cái đội cung này đây đúng không? À rồi, thế thì cứ để lại để thằng kia nó còn có quân. Đổi. Cái này mạnh hơn này. Giáp cho đội quân chỉ huy. Thuyền chiến thì cũng không cần giáp. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái đội cung này đi. Mua cái cung này xịn hơn. Finding shelter. Lính đếm lao này thì nó rất là mạnh, nhưng mà đắt, cung nó rẻ, đánh hữu quả. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tục do thám cho này. Nếu không nhầm thì đến đây là đất của Tây La Mã rồi mà. Posing to contemplate death. We fight for you, my lord. Nó đang hết lương thực à? Mày chết. This panel shows statistical information about the selected province. Chả được bao nhiêu tiền cả, miễn thế cho nó phát. Để chị An nó tăng nhanh lên chút xíu. 20 chị An. Vậy mình sẽ cho nó sang đây để chị An. Hôm nay ổn rồi. Ở đâu? Cái mỏ vàng. Đây. Cho sang đây chị An. Ghê quá nhỉ, thủ đô của mình có cái thằng này nó đứng ở đây. Sassanid mà tuyên chiến với mình phát là mình SML luôn. My master extends the most magnificent. I welcome you on behalf of the people and give it. Chưa ký được cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng tạm thời thì mình sẽ thân hơn được với nó, bởi vì là mình đang đánh nhau với kẻ thù của nó. Ready for battle. Tiến quân. Chúng ta sẽ tiến quân một cách thần tốc. Nhưng mà cái thời gian học để ổn định cũng không nhanh được. Chiếm hết châu Phi. Nếu thuận thì mình sẽ có thể mình giải tán cái hạm đội ở phía dưới thì được rồi. Bởi vì giờ khu vực đấy nó cũng đâu còn cái vấn đề gì đâu. Chưa khan hiếm lắm thì mình cứ để nó cũng được, nhưng mà sẽ thành lập thêm một hạm đội mới ở trên này. Tốt rồi, kinh tế của mình cũng khả quan. Ồ, nó xây nhà thuyền cấp 3 này cơ. Ây chà. Thuyền chiến Dragon. Ồ. Pháo nhỏ, pháo Dragon nhỏ. Sát thương tầm xa 800, có một khẩu, cái này hai khẩu. Nó làm sao? Sao pháo này lại rẻ hơn được nhỉ?
Lạ nhỉ, mà upkeep nó rẻ bèo này. Cận chiến hạng nặng, sức khỏe 112, giáp 73, tấn công cận chiến khá cao ấy. Nhưng phòng thủ cận chiến thì lại hơi cùi. 140 thằng. Thôi cứ để lại cũng được. Dù sao chúng ta cũng cần có cả quân sự chứ. Nguyên cả dân sự thì đánh nhau kiểu gì. Rồi ok. Đợi hồi quân đã, rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Đội thuyền cung thì nó có cái cung gì? Chẳng có cái gì tốt hơn. Thuyền phun lửa. Ready for battle. On the move, my lord. Swift and silent. Stopping, my lord. À, quân đi khai châu Phi. Nhưng ở phía trên này rồi, thằng Ganamatia nó chỉ đến đây thôi. Chúng ta sẽ kiểm soát lốt cái cảng này. We fight for you, my lord. Tấn công vào cái cảng này mình phải cần có quân đấy. Bây giờ thì pháo này rẻ, mua mấy khẩu bắn. Assembling the fleet. We need good strong man. We're going to need a bigger fleet. 6 khẩu này nó bắn thì cũng được ấy. Bao nhiêu? 9 khẩu à? Nó cần nhiều này không nhỉ? 6 cái thôi. Phá nát bờ biển nó ra là được. We fight for you, my lord. Your orders, my lord. Đang trừ chị An à? Chắc là do cái thằng Củ Khi này nó gây nhiễu đúng không? How can I serve you? Một 183 thực. Không thân thiện. Của cải các công trình công nghiệp. Rồi đô đốc thì nó thống đốc thì nó không cần tăng vào cái bên tấn công. Nó không có nhiều quân lắm. Ăn được. Ái chà. Một đạo quân nữa mới ra đời kìa. Cho nó xuống biển kìa. Nó cho xuống biển kìa. Gamanatia không biết có mạnh cái gì, nó mạnh cái gì ấy. Hình như nó có kết hợp cả lính của sa mạc ấy, vừa có hung trắng đã bị hủy diệt rồi. Tưởng thế nào. Hình như mình vừa thấy chỗ này có quân nổi dậy. Tốt đó, làm loạn này để mình chiếm được cái chỗ này là mình có thể chơi được cái thằng Đông La Mã.
tiếp tục suy yếu này. Rất là nguy hiểm. You have my full attention. Mình phải mình phải đề nghị nó với thằng này để tăng điểm ngoại giao nữa, chi cho nó 1000 xem nào. Nói chung là bảo nó chiến tranh thôi nhưng mà thực tế là mình cũng không cần nó phải đấy. Rồi ok, cứ phải tìm kiếm điểm chung giữa hai phe phái chứ đừng để không có điểm tương đồng là nguy hiểm lắm. Welcome, worthy guest. I trust. Thôi từ từ, nó khó tăng. My lord, knowledge overcomes ignorance. Ô, nó ám sát chết luôn thằng spy mình rồi. À không. On the move. How may I serve you? My lord. Tấn công. Besieging settlement. At your command. Tiếp tục cuộc tiến sang phía đông, à, sang phía tây. Chà, may quá nó xây đúng các công trình mình cần. Xây công trình vệ sinh dịch tễ lên đã. Hiện tại mình đang miễn thuế cho cái vùng này nên là nó cũng tốn lương thực, không sợ. All men must say, as you command. I shall rest. Rồi, khó nhất là bây giờ tấn công làm sao vào đây được đây. Mình có đánh đêm thì mình có thể tấn công đêm vào đây được. Nhưng mà sau đó thì làm như nào? Ready for orders. Mình có thể đánh đêm được. Nhưng mà còn hai quân đoàn này của nó vào nó quay thì hơi dở. Thôi để chờ thằng này nó xong đã. Hay mình cứ để đây nhỉ? Đánh thẳng sang thủ đô nó. Phái châu Phi. À, tao này là đồng minh à? Đồng minh. Cái này cần có kim cương mới được. Mỏ vàng đấy thì chưa nâng cấp vội. Thực của mình nhiều lưng thành lên đã. Sao cứ suy yếu liên tục nhỉ? Khỉ thật. Lăng hoàng có khi mình còn phải thành lập quân đoàn ở nhà đề phòng cái thằng Lam Kit thằng Kel ấy nó dở quẻ ấy chứ nhỉ. Nó chưa ly khai khỏi thằng Sassanid. Nó không đi khai nhưng nó cứ đứng trên đất của mình này, thấy ghê bỏ bố được đấy. Sau này mình sẽ mua nhiều cái đơn vị lạc đà. À, lại thêm có một người bạn mới chiến tranh.
Bây giờ thì chúng ta sẽ rất nhiều lý do để thuyết phục thằng này. You have my full attention. My ears await your words. Nó chưa chịu được cái từ. Be welcome. I listen and. Xem đây nó có quân không đã. Swift and silent. Không có quá nhiều quân. I am no one. I will come from the darkness. Thành công. My mission was a success. 25% thì cũng không ăn thua mấy nhỉ. Ăn được không nhỉ? None will escape. Set up a blockade. Besieging settlement. Yes. Ôi, nó cũng nhiều tổ pháo lắm. Fleet reporting, my lord. None shall pass. Set up a blockade. Có lẽ mình chọn đánh đêm. To victory. Đánh đêm thì hay hơn. Đánh đêm thì ngăn cái hạm đội của nó tấn công vì hạm đội của nó rất nhiều thuyền pháo. Được. Trong trận đánh kinh điển này. Hay là quân đồn trú đông. Rất nhiều lạc đà. Cái bộ binh của mình thì chắc là không sợ bộ binh của nó. Remember that the goal here is to capture the settlement, not destroy it. To achieve victory, either kill or rout the entire army, or capture the central plaza. Before you begin, ensure that any siege weapons are positioned close enough to target the enemy defenses. Bắn dụng tháp canh. Có nghĩa là mình sẽ phải bắn 1 này, 2, 3 tháp canh. Ít nhất là 2 cái. Hai đội dự bị. Cung thủ này từ từ đã bắn. Mấy con lạc đà này yếu quá. The radar map allows an aerial view of the battle, detailing the position of your units or ships and those enemies that are visible, and also topography to assist in planning an attack. Orders can also be given from the radar map. Ô tuyệt thế. Their tower has fallen. Tiếp. Bắn đây sập nữa cho anh. Mấy khẩu xe bắn đá mình bắn tốt thế. Ôi chọn đúng chỗ không có xe bắn đá nó cẩu. Không trúng phát lào.
Nó chỉ cần trúng một phát, hai phát là sập thôi mà. Mà tiếc là vậy, không bắn trúng. Phá được hai cái tháp canh này là ổn. Hay rồi. Nó chỉ đến đây thôi. Mình đi vào đây được rồi. Tấn công chiếm thủ phủ thôi mà. Cần gì đánh nhiều. Phát nữa là sập. Cố lên các em ơi. Vỡ cổng thành. Ô, quân của nó đổ bộ vào kìa. Rồi, hay quá. Phá bức tường này ra để xông vào. Bộ binh rồi, tiến lên. Nhanh tiến vào. Chết mấy con lạc đà đi. Từ nó có bọn ngựa đến lao. Thiết lập đội hình rồi tiến vào. Bắn. Bắn. Mưa tên lửa vào đầu chúng nó. Đúng rồi, mưa lửa vào đầu chúng nó. Nó không làm được gì nhiều đâu mà. Cháy hết cả nhà nó rồi. Hay quá. Úi dồi ôi, cháy rực rỡ nhà cửa nó luôn. Cứ bình tĩnh. Fire.
bắn vào đây. Đạn lửa nó sẽ trừ sĩ khí mà. Đúng rồi, cứ bình tĩnh. Tướng nổi lên đây. Để khi cần là búp Sickle Wheel cho quân. Ngọn gió thứ hai giảm 60% mệt mỏi. Ôi bọn này thủ rắn đấy. Chúng ta còn rất nhiều tên, cứ bắn tẹt bô đi. Bắn mấy con này cho anh. Mấy con ngựa nó hẹo hết rồi. Mày cứ chạy lung tung, bắn cháy hết các khu định cư của mày luôn. Thôi đứng ra đây. Cung thủ nó đang ra đấy. Rồi, giảm mệt mỏi cho quân đội. Một búp phát là hết chứ nhỉ. Các tướng nó búp rồi mà. Mệt bở hay tai. 60% cái độ mệt mỏi đấy các bạn. Ôi chỗ này kệ. Đến gì của nó. Diệt đốt bọn ngựa này của nó đã. Ôi mình chỉ chết có vài thằng thôi. Kỵ binh của nó đánh cận chiến như này thì không ăn thua rồi. Nó phải sốc được cơ. Trong này nó còn đội cung nỏ rất đông. Chúng ta sẽ tiến thẳng vào đây. Không đi vòng đường nào cả, đi thẳng vào đây. Là đi vào đây là xong. Kiệt sức rồi đấy. Vàng. 13 giây nữa chúng ta lại bước được tiếp. Đang băn khoăn là có lên dội tên vào đây không. Dội tên vào đây thì có thể chết cả quân mình. Kiệt sức. Dự binh hạng nặng. Chéo chéo nó bắn được không nhỉ? Chéo chéo này bắn đạn lửa rồi. Ấy. Nó có đội cung ở kia kìa. Ôi
Cái này nó chỉ búp cho đồng minh ở gần. Nghĩa mình phải đứng gần vào mình búp có hiệu quả. Hay là bọn này mãi không thấy được. Ôi dồi ôi. Con lạc đà này. Cái bọn hình ra này nó không có lính như lính speed thì phải. Lính speed của nó lại không có lập được địa hình. Ngựa này rất sợ lửa. Ổn rồi. Ôi lính của nó trong này nhiều thế. Chạy hết rồi. Mấy con lạc đà cho khi sắp chạy hết rồi. Ui dồi ôi, thành trì cháy khét mù. Đánh nhau bên cạnh đống lửa này thì không phải chết mọc à? Chỗ này chật chội quá. À, tấn công tướng của mình. Cho anh. Ây à. Nó vẫn chết vua mình ấy. Bọn này láo quá. Mấy con cung nỏ láo thật. Bắn. Mọi việc có vẻ ổn hơn rồi. Rồi, bọn bộ binh này La Mã này mạnh đấy, không đùa được. Tầm bắn của thằng đến đây á. Cho tướng tiến lên tí. Năng động, mình cũng bở hơi. Không sao, tướng nó sẽ búp xe cầu quyền, nó sẽ đỡ mệt đi. Nhanh đứng ra đây.
Fire! We are at your command. Bộ binh nó bắt đầu chạy rồi. Hai đội cận vệ để tách. Sao đây? Đi áp sát quân. Bắn cháy hết nhà cửa. Rồi. Tốt lắm. What the hell? Phơ tên mình chết nhiều quá nhỉ. Mấy con lạc đà. Rồi. Đạo này tiến lên. Nó hết tên rồi này. Đạo này tiến lên đây. Hết tên rồi. Cánh bên này nó còn quân không? Có thì cũng không vào được. Mấy thằng này nó giữ thành để làm gì đây? Wow, thủ phủ nó luôn. Không phải giữ thủ phủ hả cô? Mất thủ phủ là thua đấy. Vào đây cưng. Bắn vào này. Ô, mấy thằng quẩy đá này lại đi đánh nhau ấy. Với bộ binh cận chiến á. Mấy cái xe bắn đá này hẹo đấy. Rút cái cờ của nó xuống đã. We await your orders.
Chưa chiếm được à? Ôi, nhưng cái tháp canh nó ăn của mình mất nhiều quân quá. Nhanh còn tí nữa thôi. Ai già, quân của nó ở đây đông ghê nhỉ. Cho trướng tướng vào đó, búp sĩ khí cho quân. Lạc đà này bình tĩnh. Gớm thật. Quân đoàn sa mạc đào ngũ à? Quân đoàn sa mạc đào ngũ. Đội tên vào đây. Đội này không cho rút được chứ, rút chết ngay. Chúng nó xong rồi. Tướng của nó đang hẹo rồi. Lính kiếm sợ gì? Chúng ta có lính gì không mà? Xong rồi, chạy hết rồi. Cung tên đeo cái khiên to tướng sau lưng.
once this fort will fall to us. Come on. Hết tên rồi kìa. Tàn tác. Ai già ôi. 700 quân. Đội cung nỏ mình đánh cũng tởm. Mấy thằng dìu mình chém phê thật. Sau này thì mình có cái đội Kudnit Archer của mình à? Đấy nó mạnh hơn cung này. Thế là tốt. Rồi, chúng ta đã kiểm soát được thêm một thành trì nữa. Đối với công thành thì mặc định là chúng ta sẽ giết được toàn bộ quân ở trong thành. Your orders, my lord. Turn about. Fleet reporting, my lord. At your command. À, tướng của mình lên cấp rồi. Tầm chi viện cộng 10, tăng một nhiệt huyết, huyết. Cái này à? Ố? Hay này có cái gì mà nó tăng được cái này? Có nhà xe bắn đá à? Đúng thật. Cái vùng này thì độ màu mỡ là 2 à? Ôi sao thấp thế? Độ màu mỡ là 2. Cũng được. Chúng ta cần một cái nhà xe bắn đá ở đây cũng được. Nhưng kể ra thì cũng hơi phí, bởi vì là vùng này phải phát triển nhà xe bắn đá hơi phí. Bắt đầu rồi, kệ nó. My lord. Nó còn chưa kịp đẻ quân. At your service. We fight for you, my lord. But we cannot. Nó chỉ di chuyển đến đây thôi. At your command. Ready for battle. Your next command, my lord. Tăng dự trữ tên luôn. Chà, chị An chưa thể tăng lên được. Tuyên bố chiến tranh. Quân Ly Khai La Mã. Chơi mấy thằng này kiếm tí tiền nhỉ? Đấy. Hiệp định giao thương có khi được tiền. Quân Ly Khai nữa này. Thôi khỏi. Thêm tí tiền, tội gì. Thôi, nó đang mua quân à. Quân đoàn phải lên đây yểm trợ. Ready for battle. Nó không dám vây đâu, mình nghĩ là vậy. Vì quân của nó không nhiều và lính không quá mạnh.
It is an honor to serve you. Mình sẽ tái bổ nhiệm cái hạm đội đi ra đây. Thôi qua lửa đã. I will speak the hardest word for a warrior. Peace. It is an honorable offer made to an honorable foe. À, rút quân về nước. Cũng được, tạm thời mình sẽ ổn định cái vùng này. Xong thì sau đó mình lại đề nghị cùng tham chiến sau. Kẻ thù ở cổng chứ. Please be seated and take wine to cool the head before we hit the day with words. Không chịu à? Hạm đội này của mình phải về đây phòng thủ à? Mấy cái thuyền này của nó thì nó chỉ bắn phá thôi, còn bộ binh của nó thì cũng bình thường. Mình phòng thủ ở đây là được rồi. As your campaign progresses, growth enables surplus population to accumulate in your settlements, enabling them to. Phải thu để kiếm tí tiền chứ. Vùng này ăn lóc thêm một công trình nữa rồi. Chắc phải xây cái đập nước thôi. Xây cái đập nước. Lương thực cái vùng này khá nhiều. Rồi, thằng này sang đây. At your service. As you command. That is all. Quân ly khai. I am here then. Tại sao không chơi được nhỉ? Thủ đô của mình vướng cái chỗ này. Không nối được đất sang. My lord. Phỉ thật cái thằng này. Nó ghét thằng Sassanid như thế mà nó vẫn không thèm đánh nhau với Sassanid. Vớ vẩn mà bây giờ nó đánh thẳng vào thủ đô của mình là mình toi nhỉ. Kinh tế của mình nếu mà khá khá chút thì mình phải phát triển thêm
quân đội đấy chứ đùa đâu. Nhưng các bạn mình đang chiếm ở những cái vùng khá là giàu có. By the flame, I will have my lord's torturers prepare special excruciations. Oh, cowardly one. Thằng khỉ. Chiến tranh mình rồi. Đã biết ngay mà chúng ta lại phải thành lập một quân đoàn để phòng thủ. Mình không nghĩ. Mình biết là nó sẽ đánh mà mình không nghĩ là nó sẽ đánh nhanh thế. Rồi. Không sao, chúng ta sẽ... Vấn đề của nhà nước. Thợ đá. Thợ đá hình như nó hay xây bia mộ lắm. Cho nó đi cho chắc cờ. Không dám mò vào đây à? Nhưng mà dù gì thì dù chúng ta vẫn phải mua quân rồi. We fight for you, my lord. Thằng này trước làm thống đốc, bây giờ thì làm tăng trưởng địa phương, giáp cho địa quân chỉ huy. My lord, are you ready to serve? Come join our ranks. Our lord needs good fighters. It's a great and glorious thing to fight for our cause. Lên đến đây mới có cái đội à. Ở đâu nhỉ? Vùng bên kia, vùng này không có. Dùng tạm cái cung cùi này. 7, 8, 1, 2. A noble cause requires noble men. Emin has many faces. I will call forth the power of the king. I have succeeded, my lord. I am no one. Chà, nó có cả một quân đoàn hạm đội đây. Cơ hội mai phục thành công. March. Is that all, my lord? We fight for you, my lord. Nếu mình tiêu diệt quân đoàn này của nó. My lord. Khó nhỉ? Be welcome. You have my full attention. My ears await your words as well. Hi, hi. At your command. Mày chạy đâu? Mà không thể di chuyển xa được. Advance! Advance!
You march! Your feet bleed! You march again! Tốt rồi. We fight for you, my lord. Hiện tại thì hoàng tử này là thống đốc, tướng này, hai thằng này đều là tướng, phí duy trì cho tất cả các đạo quân. My lord. Tốc độ cho kỵ binh. Cộng 10% giáp cả. Ready for orders. I want hourly patrols. Mình phải ám sát thái tử của anh nhá. Ready for battle. Ôi nó thu phục được mất thằng thái tử của mình đây rồi. Càng phết đi đùa đâu. Ôi thằng Sassanid nó đánh nhau với cả Đông La Mã à? À quân đi khai La Mã thôi. My friend, you on. Nó bắt mất rằng thế tu của mình ấy. Vớ vẩn. Trận này auto thắng mà. Mà nó có công vào cái thành này của mình thì nó cũng trả công. Khách quan mà nói là như vậy. Địch đầu tư quân sự. Sassanid chiếm mất đất của nó rồi, nó buộc phải vây thành mình. Ôi phải nhanh lên, không kẻo nó sang nên nó phơ mình rồi. Thẳng tiến. Được, tiếp theo đánh vào đây này. Khôi phục của hạm đội nó lên. Anh giả tiền kiếm được nhiều phết.
Chết nhỉ, nó mà đánh thủ đô của mình thì to nhỉ. Mình đã nghĩ là kiểu gì nó cũng sẽ tấn công thủ đô của mình, nhưng mình không nghĩ là nó tấn công sớm thế. Nó ly khai khỏi lại có một hiệp ước hòa bình. And now, at your agreement, the softer reins of peace could be yours. Thôi được, cho về hòa bình. Chúng ta hay bị đu dây chính trị ấy. Trận này ăn kiểu gì nhỉ? Không ăn thì cũng phải ăn thôi. Làm gì có lựa chọn nào khác đâu. Được cái mình khá nhiều lính spy. Tiếc là mình phá mất cái nhà lính đi rồi. Nhưng mà ngựa của nó thì nó leo làm sao được tường. Nó lại cũng không có... Ôi nhưng mà nó có... tháp công thành. Bộ binh của mình thì hơi cùi. Chết thật, đây là thái hoàng tử. The enemy will try to either sneak past your defenses or rush them by force of arms. Use missile troops to kill approaching enemies and melee troops to kill those that get to the plaza. They will try to wipe out all defenders, and if your men rout en masse, then the battle is over. Có một cái xe bắn đá đánh ở đây. Được rồi, đặt đấy là ổn. Siege engines! The balance of power bar tracks the relative strength of your force against that of your enemy. Ôi giờ bắn còn chết nữa chứ. Cho nó bắn vào đây. The enemy has been spotted. Bắn vào đây. Nó cháy rồi.
bắn sập được cái xe này thì tốt. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ôi rồi, tốt rồi. Chúng nó bị sập hết xe rồi thì nó không vào được rồi. Hết giờ là thua con ạ, à, ngu lắm. Ok. Bây giờ thì tăng tốc. The game speed controls are used to adjust the speed of the battle. You can pause the game. Không có cách nào vào được đâu con ạ. Clicking on the central button again to return it to normal. Cổng thành của mình. Có một cách đó là đập cổng thành. Ôi. Từ. Tướng mình rồi. What are your orders? Lên đây. Ammunition is spent and it can no longer fire. Our general is being attacked. Keep him alive. Spears. Chả có cách nào vào. Ồ, nó bắn cái xe phấn đá đấy của mình thì làm gì. Nó cũng đâu có lối nào vào đâu. Không được để nó kéo cờ của mình xuống. Còn cờ nó còn hy vọng. Thì bây giờ ra đây. Móc lốp. Ôi ôi. Đòn rồi. Lùa chết mấy thằng cung tên nó đã. Mòi cho bộ binh bên trước.
lúa. Không tiến được vào cái cổng của mình. Rồi xong. Ra đến đây lại bị tháp canh phía bên này nó bắn cho. Tưởng ăn được thành của anh à. Búp lại đây đã. Cho nó quân nó khỏi mệt mỏi. Xong. Con ngựa của sa mạc. Ôi nhưng mà chỗ này chúng nó đông thế này cơ mà. Phải làm sao được. Được rồi, tí nữa quay lại ném tên vào lưng cho nó. Nào mà hai đội ngựa mà không quẩy chết được cái mấy cái cùng nó. Trong này nó còn đám bộ binh nữa. Khó ăn đấy, nhưng mà vẫn phải cố thôi. Rồi ok. Về cái đây. Phóng tên vào đít chúng nó. Đúng rồi, ném sau lưng này chết nhanh lắm. Úi giời ơi. Vết thằng tướng, ném thằng tướng này. Đây được rồi, giúp vào trong đấy làm gì? Nó đang bị vỡ đội hình rồi, do bị ngựa đang bắn. Cố lên các em. Rồi.
Tướng nó chết rồi. Mày. Lùa. Không, nó lại đánh tiếp đấy. Không để cho chúng nó thoát. Nó làm quái thì có đường mà chạy ra nhỉ? Rồi. Ôi giời ơi, may quá mình kịp cho quân về, nhưng mà chưa kịp đưa quân về. Nhưng mà dù sao cũng phải cẩn thận cho quân phòng thủ gây thôi. Quá là tuyệt vời cho tướng phòng thủ của mình. Turn to the legions and they will set thêm một thằng nữa muốn đánh nhau kìa. Căng nhỉ. Phe phái đã bị hủy diệt. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.